Nếu người Nga hãnh diện với tên lửa Club K độc đáo đặt trong container, thì Phần Lan cũng có hệ thống pháo cối Nemo Container đầy uy lực. Theo đó, Nemo Container là tổ hợp súng cối 120mm nòng trơn tự động được mô đun hóa với cơ số đạn dự trữ khoảng 100 viên khác nhau do hãng chế tạo Patria phát triển. Toàn bộ hệ thống có kích thước tương đương với một container tiêu chuẩn, nặng 12 tấn nên có thể dễ dàng cài đặt lên bất kỳ phương tiện chiến đấu nào, từ tàu đổ bộ, tàu cao tốc, xe tải hoặc bố trí ngay trên mặt đất. Hệ thống chiến đấu hoàn toàn độc lập giúp kiếp xạ thủ có thể khai hỏa thông qua các phần tử bắn được chuẩn bị sẵn và hiệu chỉnh vệ tinh. Hệ thống cũng được bọc giáp Stennak cấp 1 để chống lại đạn bộ binh bắn thẳng, nhưng khi cần có thể được gia cố bằng giáp gốm nhằm đạt chuẩn Stennak cấp 4 chống lại đạn xuyên giáp cỡ 20mm. Ngoài ra, hệ thống cũng được thiết kế để bảo vệ kiếp điều khiển khỏi các mối nguy cơ sinh hóa hạt nhân. Điểm mạnh của Nemo Container là tốc độ bắn cao tới 10 phát trên phút, tầm bắn đạt 20km. Ngoài ra, hệ thống có khả năng tính toán đạn đạo để bắn 30 phát đạn liên tiếp với nhiều quỹ đạo khác nhau để chúng rơi trúng mục tiêu cùng lúc. Điều làm nên sức mạnh của Nemo Container là nòng pháo cối có thể hoạt động như một khẩu pháo trên xe tăng, nghĩa là quay 360 độ và bắn ngang, giúp nó trở thành nhân tố quan trọng nếu cần thiết lập một hệ thống phòng ngự. Nhận xét về Nemo Container, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá cao khả năng dễ ngụy trang của nó.